Giá heo hơi hôm nay ngày 16 tháng 5 tăng rải rác 1.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 16 tháng 5 tăng 1.000 đồng mỗi kg ở một vài địa phương. Kết quả khả quan từ tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi tại nông hộ. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng nhẹ. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, thương lái tại tỉnh Nam Định đang giao dịch ở mức 54.000 đồng mỗi kg sau khi tăng một giá. Heo hơi tại tỉnh Thái Bình tiếp tục được thu mua với giá cao nhất khu vực là 55.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì thu mua với giá trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 53.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 53.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 54.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 54.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 54.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 53.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 54.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 54.000 đồng mỗi kg. Cách đây mấy năm, khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, nhiều nông hộ nhỏ lẻ trên địa bàn thôn Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội khóc rồng vì heo nhiễm bệnh là không cách gì cứu chữa được, theo nông nghiệp Việt Nam. Như nhiều người chăn nuôi ngư khác, ông Lê viết thể trú tại thôn Địch Trung cũng hết sức sát sao về dịch tả heo châu Phi. Là người có hàng chục năm kinh nghiệm về chăn nuôi, cũng như có kiến thức và chuyên môn về công tác thú y, chủ trại heo hơn 100 con thực hiện nghiêm ngặt an toàn sinh học trong chăn nuôi, đồng thời liên tục theo dõi và nâng cao sức đề kháng của đàn heo. Bệnh dịch khiến nhiều nhà điêu đứng nhưng cũng là dịp để ông Lê viết thể chứng tỏ cái tài của mình, qua mấy năm, trang trại của ông chưa có heo nào nhiễm bệnh toàn bộ khu nuôi vẫn như một lá trắng thép, giúp đàn heo phát triển khỏe mạnh. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng 1.000 đồng mỗi kg. Theo khảo sát, thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng 1.000 đồng mỗi kg. Heo hơi tại hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận được thu mua với giá 54.000 đồng mỗi kg, cùng tăng 1.000 đồng mỗi kg so với hôm qua. 56.000 đồng mỗi kg tiếp tục là mức giao dịch cao nhất khu vực được chứng kiến tại Quảng Ngãi. 53.000 đến 55.000 đồng mỗi kg là khoảng giá được ghi nhận tại các tỉnh còn lại. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa là 53.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 54.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 53.000 đồng mỗi kg. Quảng Bình là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 54.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 53.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 54.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 54.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 55.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 54.000 đồng mỗi kg. Ninh Thuận là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50. 5.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng trải rác 1.000 đồng mỗi kg. Theo khảo sát, thị trường heo hơi tại miền Nam tăng 1.000 đồng mỗi kg ở một vài địa phương. Theo đó, heo hơi tại tỉnh An Giang được thu mua với giá 53.000 đồng mỗi kg, ăn một giá. Sau khi tăng 1.000 đồng mỗi kg, Thương lái tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đều giao dịch ở mức 54.000 đồng mỗi kg. Các địa phương khác không ghi nhận biến động mới, hiện thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg thành phố Hồ Chí Minh là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 54.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 53.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 54.000 đồng mỗi kg, Long An là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 54.000 đồng mỗi kg, An Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 53.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 53.000 đồng mỗi kg. Tiên Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 54.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 55.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 53.000 đồng mỗi kg.